anh lấy mẫu này ngon nè, nhưng mà tại sao anh đi coi xe là anh lại có nồng độ cồn? Em nghe anh nói chuyện là anh có nồng độ cồn không. Anh có thể cho em thổi nồng độ cồn được không? thổi nồng độ cồn vô. 1,89 ml khí thở. Cái này mà gặp công an là xong rồi. anh lấy mẫu này đi, ok nè, giá cả là hợp lý với anh, đúng rồi, cứ yên tâm. Em vừa thổi nồng độ cồn ảnh 1,8 ml khí thở rồi. Đi tất nhiên bây giờ không được lấy thử. Không, anh đã có rượu bia không nên lái thử xe. Không được, nhưng mà mai không được. Tại... coi, mai ra. Đúng rồi, cứ coi đi xong rồi mai ra, đúng không em? Ừ. Mai ra anh muốn chạy sao chạy? Vâng. Được ra phố. Bận quá vậy bây giờ anh cứ lấy đi, bọn em chạy giao xe được nha. Giờ này làm gì có tiền mà giao? Còn cái xe này là còn gia hạn. Bây giờ được. Ý là anh chưa có đủ tiền anh lấy. Không được. Anh đã cọc thôi. Ừ, thì cọc thôi. Đó, anh cứ ưng xe nào anh cọc xe đó cho bên em. Nhưng mà lần sau đi mua xe là em đo khí thở của anh đó. Cái bằng giả téo này có bữa tí nào? Có anh. Có chưa? Bữa tiền gì? Con đó hả? Con đó bà. Coi giá là sao á? 180 bữa cho anh 5 triệu. Bữa chiều thì nó chậm. Bớt luôn, cái quan trọng gì khách hàng thích là mình bớt. Đó, ok. Bớt bớt nữa, từ anh thổi lại nồng độ cồn cho em coi. Giờ này còn 1.6 rồi. Ôi giời ơi, nồng độ cồn vượt mức quá. Chết rồi, khách hàng kiểu này là toan rồi. Đi mua xe mà uống rượu bia quá cỡ. Không đo nồng độ cồn anh em. Ôi giời ơi, đi mua xe. À, khách đang coi xe nha anh em. Rồi, cho anh cộng luôn đi anh Sơn. Quá trời xe anh em ơi. Anh em hỏi ma tuyết Trần Anh thì Trần Anh cũng vừa mới nhận cọc của một người em xong. Đã đi mua xe thì đừng bao giờ uống rượu bia. Mà đã uống rượu bia thì đừng bao giờ lái xe. Lái xe thứ nhất là bị công an cái tóm. Thứ hai là nguy hiểm cho những người xung quanh nha. Chúng ta phải chấp hành luật lệ giao thông. An toàn là trên hết, được chưa cô chú anh chị? Hồi nãy Trần Anh đo nồng độ cồn của anh với 1.8 mà. Quá nặng. Kia Morning 2015 anh em, xe đẹp, giá có 200 mấy chục chai cho anh em. Mẫu này hỗ trợ góp các kiểu con là điệu cho anh em luôn. Anh em thích mẫu này thì alo cho Trần Anh ô tô, chuẩn gốc xe gia đình nha. Bên kia Innova 2014. À, xe này mai Trần Anh đang cho bọc lại ghế rồi, mai Trần Anh đi cho nó quay clip cho. Sao anh? Không quan trọng đâu. Nói chung là anh cọc 2 triệu cũng là cọc, cọc 3 triệu cũng là cọc, không quan trọng. Đúng rồi, đã ra tới salon của em mà lo gì. Thì bây giờ ít tiền là ít ngày thôi. Nhiều tiền là nhiều ngày. Rồi anh thích bữa nào thì em giao dưa xe vô tới nhà luôn cho. Anh hiểu không? Ok, được luôn, một tuần cũng được luôn. Dạ. Em giữ xe cho anh mà, yên tâm đi. Khách tới mua xe bên Trần Anh rồi. Anh làm nghề gì? Làm vườn cà phê à? Mà khi vợ dặn là khi mà đi mua xe là nên uống rượu bia. Không, hôm nay là anh đi đám vụ với ông nội nha vợ à. Cho nên là thôi thì cũng phải vài lý với anh em. Vài hả? Dạ, cho Trần Anh kiểm tra nha. Anh thổi nồng độ cồn thêm một lần nữa giùm em cái. Thổi đi anh. Chắc cũng đến nỗi đâu, anh cũng có 2 ba ly thôi. Bữa nay còn có 1.6 à anh chị. Ok. Rồi, anh xác định thì em làm giấy tờ nhận cọc cho nha. Máy móc em bao cho, không phải lo đâu. Anh em. Ok, chuyện nhỏ cho anh em luôn. Quá trời khách, nay khách mua vợ xe hết rồi anh em. Còn được ít xe thôi. Đó, anh em nào quan tâm mẫu nào thì alo cho Trần Anh ô tô. Anh em thích mẫu vô ly, lấy mẫu vô ly đẹp nè, 204 nè. Xe này đẹp lắm anh em ạ. Được cái máy móc chạy êm lắm, ngọt liệt. Máy chạy phải gọi là ngọt như mí lùi luôn. Ngọt vô lăng, trợ lực nhẹ tưng. Nha cô chú anh chị. Phải gọi là mở cửa nội thất ra thơm phức. Anh chị biết thơm phức gì không ạ? Thơm phức mùi bơ sữa. Mùi bơ sữa anh em. Anh chị nè.
thơm, thơm phức mùi vô sữa luôn. Chủ nhà người ta đi cái xe này ok, chăm chút từng ly từng tí, nội thất đẹp, giá cùi bóp, giá cho coi trăm, hợp lý cho anh em không? Đó, anh em nào quan tâm mẫu này thì alo cho Trần Anh Auto nha. Bên đây dây thì 204 chỉ có 125 triệu cho anh em thôi. Rồi còn được ít xe hợp lý cho anh em á, anh em quan tâm mẫu nào alo?